Tử vi tuổi Bính Dần 1986, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát và thầy Gia Cát sẽ chia sẻ đến anh chị vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Bính Dần. Trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021, các gia chủ tuổi Bính Dần sẽ gặp những chuyện gì tốt? Cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng và tích cực hơn? Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi video. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, phá Mão, hại Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 3 âm lịch sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 3, tức ngày 18 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 3, từ ngày 30 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 3, từ ngày 21 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 3, từ ngày mùng 3 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ nhanh nhất. Tổng quan tử vi của tuổi Bính Dần 1986 trong tháng 3 âm lịch. Quý gia chủ tuổi Bính Dần 1986, mệnh Lộ Trung Hỏa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh ham học hỏi. Những việc họ đã quyết thì dù thế nào cũng không từ bỏ,
phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm đến được mới thôi. Đang nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cắp sách đi học, thành tích học tập của họ thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình, tham gia các hoạt động tập thể. Nhâm Dương Thủy gặp Dần Dương Mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Bính Dần nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Xem tử vi tháng 3 âm lịch tuổi Bính Dần cho biết, bản mệnh đang cảm thấy cô đơn, trống trải về mặt tình cảm, sẽ khiến cho tinh thần sa sút, không tập trung để làm tốt được việc gì. Bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Có thể quý gia chủ sẽ không nhận ra được điều ấy ngay, sự mù quáng, che mắt, thậm chí còn khiến cho những chú hổ đi mãi trên con đường sai trái. Trong mặt sức khỏe, người tuổi Bính Dần cũng cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách để giải tỏa căng thẳng tinh thần. Nếu chính quý gia chủ không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình, thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hành thông rộng mở, thì những người tuổi Bính Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng Minh Quang Pháp Bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sự nghiệp, những gia chủ tuổi Bính Dần trong tháng 3 sẽ có vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 3 âm lịch của tuổi Bính Dần không được sáng rõ. Bản mệnh dù cố gắng hết sức mình, nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, bản mệnh cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thể mới có thể xử lý được tình hình trước mắt. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho, bản mệnh lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, tuổi Bính Dần sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Bính Dần nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, bước sang tháng 3 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Bính Dần không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm, sẽ tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn hao tiền bạc do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên bản mệnh cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Bính Dần nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo.
Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Tháng 3 âm lịch là lúc mà tuổi Bính Dần sẽ không có nhiều thời gian cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Thời gian này, bản mệnh có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình, khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Cho nên bản mệnh cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Điểm may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy là vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Sức khỏe của tuổi Bính Dần. Sức khỏe của người tuổi Bính Dần trong tháng 3 âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên quý gia chủ phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng vì di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Dần cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh Phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề chạy cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Bính Dần trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.